chốt thời gian khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 vào ngày 30 tháng 8. Siêu xe Ferrari bốc cháy khi chạy vào ruộng ngô. Đó là những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Tàu và Xe của Đài Hà Nội. Trong 12 phút sắp tới, hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú ý về giao thông và thế giới phương tiện. Thưa quý vị, sau sự cố về lỗi kỹ thuật khiến buổi đấu giá biển số đẹp ô tô diễn ra lần thứ nhất vào ngày 22 tháng 8 phải dừng lại, thì mới đây công ty đấu giá Hợp Danh Việt Nam vừa có thông báo sẽ tổ chức lại buổi đấu giá vào tháng 9 tới đây. Trong thông báo mới nhất, công ty đấu giá Hợp Danh Việt Nam cho biết các cuộc đấu giá biển số xe ô tô sẽ được tổ chức trở lại trước ngày 16 tháng 9, còn thời gian chi tiết sẽ được gửi tới khách hàng đã đăng ký trước ít nhất 3 ngày trước ngày đấu giá. Đây là lần thứ hai công ty này phát đi thông báo liên quan đến việc tổ chức đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô kể từ khi phiên đấu giá trực tuyến hôm ngày 22 tháng 8 bị thất bại. Đối với 11 biển số xe ô tô đấu giá ngày 22 tháng 8 nhưng chưa được thực hiện, quyền tham gia đấu giá của toàn bộ khách hàng đã nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước đối với các biển số này được bảo lưu theo quy định. Đối với toàn bộ biển số xe ô tô còn lại, công ty nêu trên cho hay khách hàng đã đăng ký sẽ được tổ chức đấu giá bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 trở đi. Thời gian chi tiết sẽ thông báo cho khách hàng và niêm yết công khai. Sau hơn 2 năm thi công, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 sẽ được khánh thành vào ngày 30 tháng 8 tới đây. Đây là một tin vui đối với hệ thống giao thông của thành phố Hà Nội vì dự án này được kỳ vọng sẽ giúp giảm thiểu tình trạng tắc đường tại đây. Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được đầu tư xây dựng từ tháng 1 năm 2021 với tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Cầu có chiều dài 3,5 km, rộng 19,25 m với quy mô 4 làn xe, bao gồm 3 làn ô tô và 1 làn xe hỗn hợp. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại trước ngày 28 tháng 8. Bên cạnh đó, cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án hoàn chỉnh hồ sơ gửi Cục Quản lý xây dựng để tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hoàn thành thi công theo quy định, hoàn thành báo cáo kiểm tra an toàn giao thông trước khi đưa cây cầu vào vận hành. Cùng với đó, đơn vị phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thông báo phân luồng giao thông khi đưa cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 vào khai thác sử dụng. Sau khi cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đưa vào sử dụng, kết nối với đường vành đai 2 trên cao sẽ tạo thành trục giao thông hoàn chỉnh từ trung tâm thủ đô Hà Nội tới khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố, giảm bớt áp lực cho tuyến giao thông trọng điểm của Hà Nội, nhất là giảm tải lưu lượng xe trên cầu Thanh Trì và đường vành đai 3. Cũng là một cây cầu nhưng thông tin sau lại liên quan đến một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, chiếc xe trộn bê tông lưu thông trên đường tỉnh 729 khi lên giữa cầu Tà Năng 2, xã Tà Năng, huyện Đức Trọng thì cầu bị sập. Sự cố bất ngờ khiến tài xế không kịp xử lý nên xe rơi xuống suối. Rất may lái xe đã thoát được ra ngoài. Giao thông ở khu vực trên bị chia cắt. Cơ quan chức năng đã tới hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng, cầu Tà Năng 2 cho phép các xe có trọng tải tối đa là 10 tấn chạy qua. Cơ quan chức năng sau thời gian khắc phục sửa chữa mới đưa cầu vào hoạt động trong ngày hôm qua. Trước đó thì vào ngày 19 tháng 6 vừa qua, cây cầu này cũng đã bị gãy một lần. Chuyển sang một số thông tin về thị trường xe ô tô. 19 chiếc Honda Accord Hybrid và CR-V Hybrid đời 2023 vừa được hãng yêu cầu gọi sửa chữa tại thị trường Mỹ. Các xe trong diện ảnh hưởng được hãng gọi kiểm tra vì lỗi sản xuất ở hộp số ECVT. Điều này sẽ khiến nắp bộ phận giải máy phát điện bị hỏng lắp ráp, các mảnh vỏ bị hỏng có khả năng di chuyển trong bộ truyền động và cắt dây của bộ phận giải máy phát điện khi xe đang lăn bánh. Đồng thời, xe sẽ mất toàn bộ lực truyền động, không thể khởi động xe. Trong trường hợp xảy ra lỗi như vậy trên đường, có thể gây nguy hiểm cho người ngồi trong xe, làm tăng khả năng xảy ra va chạm. Các đại lý Honda ở Mỹ được thông báo về đợt triệu hồi này. Tuy nhiên, chủ sở hữu sẽ phải đợi đến ngày 11 tháng 10 để nhận thư mời yêu cầu đưa xe đến đại lý thay hộp số. Cũng là một mẫu xe đến từ Nhật Bản, Mazda CX-8 là dòng SUV được khá nhiều người ưa chuộng nhờ thiết kế thanh lịch và các tính năng công nghệ tích hợp. Thế nhưng một thông tin không vui đối với những người đam mê dòng xe này là Mazda CX-8 sẽ dừng sản xuất tại thị trường quê nhà vào tháng 12 tới đây. Theo đó, mẫu xe này sẽ kết thúc quá trình sản xuất vào tháng 12 khi số lượng đơn đặt hàng đạt đủ số lượng sản xuất. Cách đây 2 năm, hãng xe Nhật Bản đã xác nhận thay thế mẫu CX-8 tại thị trường này là mẫu CX-80, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.
mẫu SUV 7 chỗ này mang nhiều nét tương đồng với phiên bản CX-60 nhưng có kích thước dài hơn cùng hai tùy chọn động cơ. Bản động cơ thứ nhất sẽ sản sinh công suất tối đa 240 mã lực nhờ vào dung tích 3,3 lít và 6 xi lanh thẳng hàng. Phiên bản động cơ còn lại đạt công suất 323 mã lực với máy xăng 4 xi lanh, dung tích 2,5 lít với cụm pin 17,8 kW. Giá bán của CX-80 vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, nếu lấy CX-60 và CX-90 làm tiêu chuẩn, nhiều khả năng xe có mức giá chênh lệch đáng kể so với mẫu CX-8 hiện nay. Một tin vui với Toyota Camry khi mẫu xe này tiếp tục dẫn đầu về doanh số phân khúc sedan cỡ D tại Việt Nam trong tháng 7 vừa qua. Tại thị trường Việt Nam, trong tháng 7, dòng sedan cỡ D có 387 xe được bán ra, tăng 7,5% so với tháng trước với 360 chiếc. Toyota Camry dẫn đầu với 187 xe đến tay người dùng. Trong bối cảnh thị hiếu người tiêu dùng đang có xu hướng tập trung vào xe gập cao, Camry vẫn đạt doanh thu ổn định nhờ nhóm khách hàng trung thành và có nhu cầu với dòng sedan cỡ D. Có 4.471 chiếc Camry được bán ra tại thị trường Nhật Bản trong năm ngoái, góp phần giúp dòng xe này giữ vững ngôi vương trong phân khúc từ 1996 đến nay. Sau Camry, lần lượt là Mazda 6 với doanh số 102 xe, tăng 2 xe. Kia K5 có doanh số 95 xe, tăng 13 xe và Honda Accord giao 3 xe thay vì không có doanh số trong tháng trước. Cộng dồn từ đầu năm, Toyota Việt Nam bán giao 1.581 chiếc Camry đến người dùng, lớn hơn con số tổng của 3 mẫu xe là Mazda 6, Kia K5 và Honda Accord là 1.305 xe. Những người yêu thích thương hiệu Ferrari hẳn không thể bỏ qua dòng xe 812 Competition khi chỉ có 999 chiếc trên toàn thế giới. Vào tháng 10 này, phiên bản đặc biệt là biến thể của dòng xe này sẽ được hãng xe của Ý bán đấu giá tại Ferrari Gala tổ chức ở New York, Mỹ. Chiếc xe mang tên 812 Competition TaylorMade nổi bật với các họa tiết mờ trên khắp thân xe màu vàng, tạo điểm nhấn cho các chi tiết đáng chú ý của chiếc xe như cánh khí động học chia đôi mui xe, các tấm chắn gió bên và bộ tạo xoáy trên tấm panel phía sau. Phía bên trong, chiếc xe mang phong cách thẩm mỹ sapphire với các bản phác thảo thiết kế được thêu trên ghế và bảng điều khiển bọc da Alcantara màu vàng. Thảm và thành sau của khoang hành khách được làm từ chất liệu Super Fabric Chilrubber màu đen. Động cơ của phiên bản đặc biệt này không thay đổi so với 812 Competition. Chiếc xe vẫn được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên 6,5 lít, sản sinh công suất 818 mã lực và mô men xoắn 692 Nm. Động cơ này được kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp dẫn động bánh sau, giúp xe tăng tốc từ 0 lên 100 km trong 2,85 giây và đạt tốc độ tối đa đến 340 km/h. Với người đam mê phương tiện, đặc biệt là ô tô, thì ai cũng có mong ước sở hữu những chiếc siêu xe mang thương hiệu như Ferrari. Nhưng khi có rồi thì mỗi người lại đối xử với nó theo một cách khác nhau. Trong một số trường hợp thì chiếc siêu xe có giá lên tới hàng tỷ đồng, có thể trở thành nạn nhân bất đắc dĩ như trong thử thách của YouTuber nổi tiếng dưới đây. YouTuber Whistling Diesel được biết đến với loạt video thử thách cùng các phương tiện trên mạng xã hội. Trong một clip đăng tải mới đây, thứ phải chịu hậu quả của anh và ekip là chiếc Ferrari F8 Turbo có giá lên đến 400.000 đô la Mỹ, tức là khoảng gần 10 tỷ đồng. Đang vi vu trên siêu xe, Whistling Diesel nảy sinh ý định hành hạ độ bền của Ferrari khi băng qua cánh đồng ngô. Nhưng có lẽ anh chàng này chưa xem những clip ô tô ở Việt Nam bị cuốn rơm vào gầm xe rồi bốc cháy trước khi thực hiện thử nghiệm này. Bởi sau khi chạy một đoạn, chiếc xe này đã phải nhận cái kết tương tự. Cây, lá khô cuốn vào gầm xe và ống xả đã khiến ngọn lửa bốc lên nhanh chóng. YouTuber này thoát được ra ngoài, cùng ekip tìm cách dập lửa, nhưng vì xung quanh không có nước, tất cả đã phải bất lực nhìn chiếc Ferrari F8 Turbo cháy rụi hoàn toàn. Nỗi buồn của ekip còn nhân đôi khi chiếc Chrysler Pacifica đỗ bên cạnh cũng bắt lửa và cháy theo. Nhiều người tỏ ra xót xa cho hai chiếc xe và thất vọng với hành động của YouTuber này. Nhưng có lẽ bất bình nhất trong sự việc này lại là Ferrari. Hãng xe của Ý được biết đến với nhiều vụ kiện chính khách hàng của mình vì những hành vi phá hoại hay ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu. Phần cuối chương trình là một thông tin về vụ va chạm tàu đã xảy ra cách đây 11 năm, nhưng hệ quả để lại vô cùng lớn. Đây cũng là lời cảnh báo tới các con tàu phải tuân thủ nguyên tắc an toàn khi di chuyển trên biển. Con tàu Baltic Ace dài 148m xuất phát từ Zeebrugge, Bỉ, đi hướng Kotka, Phần Lan, thì bị va chạm với con tàu Corvus J trên vùng biển giữa hai nước này, cách cảng Rotterdam của Hà Lan 100km. Ngay sau va chạm, con tàu Baltic Ace chìm mất chỉ sau 15 phút. Sự việc này không chỉ khiến 11 trên tổng số 24 thủy thủ mất tích,
mà còn khiến một lô hàng hơn 1.400 chiếc ô tô Mitsubishi được vận chuyển từ Nhật Bản tới Nga chìm xuống biển. Một cuộc trục vớt đã diễn ra với công việc đầu tiên là rút hơn 540.000 lít dầu còn lại trên tàu để đảm bảo an toàn môi trường. Hơn 18 tàu và 150 cá nhân đã tham gia vào cuộc trục vớt này với tổng kinh phí lên tới gần 150 triệu đô la. Nguyên nhân xảy ra vụ va chạm này được cho là cả hai con tàu đã không tuân thủ quy tắc an toàn khi di chuyển trên biển. Mặc dù vụ việc đã diễn ra từ ngày 5 tháng 12 năm 2012, thế nhưng thiệt hại về con người, hàng hóa và chi phí khắc phục là không hề nhỏ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tàu và Xe ngày hôm nay. Nếu muốn xem lại các thông tin trong chương trình hoặc cập nhật các nội dung đặc trưng về Hà Nội, quý vị và các bạn có thể tải app Hà Nội On hoặc truy cập website hanoionline.vn, các nền tảng số YouTube, Facebook của Đài Hà Nội. Số điện thoại đường dây nóng 0865 116699 luôn sẵn sàng lắng nghe những thông tin quý vị và các bạn chia sẻ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.